Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là biên tập viên Kiro đây. Và chào mừng các bạn trở lại với Mini World. Hôm nay thì mình có một thông tin mới dành cho các bạn. Đó chính là chúng ta đã cập nhật ROM ở trong Android cũng như là OS, tức là về phía bên điện thoại. Thì cái phiên bản lần này nó tên là 0.54.2. À, ở trên PC thì vẫn chưa có cập nhật gì nha các bạn. Tại vì PC thì thường thì sẽ đợi một vài ngày nữa. Như các bạn cũng đã thấy rằng là PC là 0.54.0. Thì có lẽ là bây giờ mình sẽ vào và mình sẽ trải nghiệm mở mã thử xem là có đúng như sự thật là có cập nhật được ROM hay không ha. À, trước khi đến với nội dung chính thì mình mong các bạn bỏ ra khoảng 3-4 giây có thể bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Hiện tại mình chỉ còn 2.200 like nữa thôi. À dạ, 2.200 sub nữa thôi là mình có thể được 100.000 sub rồi. Và nếu như đạt được 100.000 sub thì có thể là mình sẽ làm một cái event nho nhỏ là tặng code hoặc là tặng skin miễn phí ngẫu nhiên cũng được. Tại vì mình có thể xin được bên anh chị Mini World ấy. Thì các bạn đã biết rằng là mình cũng có dư xu khá là nhiều, mình không dùng để làm gì, nên là mình có thể kết bạn và tặng các bạn. Nói chung là sau 7 ngày thì mình sẽ tặng được các bạn skin ha. Và bây giờ mình sẽ vào nội dung chính. Và ok, thì đây là giao diện chính của mình trong điện thoại. Bây giờ mình sẽ vào tạo map ha, tạo thế giới mới luôn các bạn ạ. Bên này rồi, ok, mình sẽ tạo phần gọi là sao săn rồi. Đây là vào game này các bạn. Dùng điện thoại thì do mình không quen á, đâm ra là hơi khó khăn một tí. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là mấy cái tên nó thay đổi chưa. Chưa sửa tên các bạn ạ. Nói chung là về ngôn ngữ thì họ chưa chỉnh sửa gì hết. Đây, Oraki này, các thứ này vẫn chưa chỉnh sửa về tên. Mình nghĩ rằng là lỗi về phần tên các thứ thì có lẽ là ở phiên bản 0.54 sau. Còn phiên bản này thì chắc là chỉ có ROM thôi. Bây giờ thì mình sẽ sang hành tinh khác ha. Mình sẽ lấy một cái capin trung chuyển, mình đập ra để mình lấy cái cấp độ 2. Cấp độ 2 có thể kiểu như là qua được hành tinh Framax cũng như là Horat ha. Đây, let's go, để xem nào. Tí nữa thì mình sẽ thử nghiệm xem là những cái con map cũ của mình ấy, thì nó có ROM hay không, hay là nó sẽ mất ROM và chúng ta phải tạo lại map mới ha. Rồi, đợi hơi lâu các bạn ạ, anh em thông cảm một tí. Đấy, bay hơi lâu, hơi xa, lag hơi nhiều, nói chung là chơi trên điện thoại mà nó hơi bị kiểu như hơi bị chậm một tí ấy. Mình thì mình chơi trên máy tính mình quen rồi, cái về cái tầm nhìn các thứ thì mình quen bên máy tính hơn. Còn nhìn trên điện thoại thì mình hơi khó nhìn một tí. Bây giờ thì mình sẽ chạy thật nhanh qua cái khu con boss rồng ha. Và có lẽ là mình sẽ tour đoạn này đi, tại vì nó đi cũng khá xa các bạn. Có vẻ như là mình sắp tới rồng rồi. Khu này nó rất là nhiều lava các bạn, mà nó lốt rất là lâu ấy, nó bị lag. Đây. Trước mặt các bạn là bệ đá rồng ha. Và có một thanh gươm gãy ở phía bên trên. Khi mà các bạn click vào thanh gươm gãy này, nó sẽ kích hoạt ra rồng 1. Đấy, thì vậy là chúng ta đã có được rồi ha. Không bị mất, không bị lỗi mất rồng nữa rồi. Rồng đã về rồi, không đi tránh dịch Covid nữa rồi. Có thể là rồng đã bị rồng khỏi bệnh gì đấy. Đấy, thì các bạn thấy không, thanh gươm này bốc ra màu mùi hắc ám này. Đấy, bây giờ thì mình khi mà mình sẽ click vào cái thanh gươm này thì nó sẽ ra con rồng đấy, các bạn thấy không, ra rồng 1. Ok, thì đây là lỗi về rồng đã được sửa chữa rồi ha. Các bạn có thể tải về phần thử chơi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang xem là con map cũ thì như thế nào. À, xin lỗi các bạn, do là mình đã xóa mất con map cũ đi rồi nên là mình không có thể thử nghiệm được. Thì không biết là bạn nào có thể trải nghiệm giúp mình được không ạ? Bạn nào mà đã từng đến cái khu đấy rồi thì các bạn hãy trải nghiệm giúp mình là xem là nó có hiện lại không. Mình nghĩ rằng là nó sẽ không có hiện lại, hoặc là sẽ xuất hiện ở một nơi khác, hoặc là các bạn phải tạo lại map ha. Đây là mình phán đoán ha, còn không biết là các bạn thử xem là có hiện lại không. Thì anh em thử nghiệm nhá. Còn bây giờ thì đã có rồng rồi đấy. Hôm qua thì mình có chia sẻ các bạn về cái nhận skin miễn phí, thì do là mình chưa có chỉ rõ ràng thì nhiều bạn chưa hiểu cách mà nhận được skin miễn phí trong cái sự kiện lần này ha. Thì mình sẽ làm chi tiết hơn một tí để cho các bạn có thể hiểu được cái cách mà chúng ta có thể nhận được cái skin miễn phí ở trong cái sự kiện lần này. Đầu tiên thì mình sẽ vào game ha. Mình đã đăng nhập vào trên điện thoại rồi. Các bạn nên lưu ý rằng là cái sự kiện này chỉ trên điện thoại thôi, chỉ trên điện thoại nhá, không có trên PC được đâu. Anh em PC hãy vào điện thoại mà trải nghiệm. Rồi, mình sẽ ấn vào phần cái phần hộp quà này. Đấy, thì nó ghi là chỉ áp dụng trên các thiết bị di động này các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Chỉ áp dụng với các thiết bị di động. Bây giờ mình sẽ click tham gia nhá. Rồi, nó sẽ hiện ra một cái giao diện. Đây là cái giao diện sự kiện. Các bạn thấy rằng là nó có ghi các thứ này. Thì nó sẽ có hai cách chơi. Đó là nếu mà mời một người chưa từng tải Mini World trước đây, bạn sẽ nhận được một điểm. Nếu mà mời ai đó đã tải Mini World trước đó nhưng chưa đăng nhập trong vòng 30 ngày, bạn sẽ nhận được 2 điểm ha. Thì các bạn cứ mời thật là nhiều thì các bạn sẽ nhận được ba các loại skin lọ lem hoàng tử cũng như là sweet tin. Đấy, thì ba loại skin này là ba loại skin mới luôn nhá, mới hoàn toàn luôn nhá các bạn. Ok, thì 5 điểm này, lọ lem 15 điểm hoàng tử và 30 điểm là sweet tin. Bây giờ thì các bạn sẽ ấn vào phần
nhận miễn phí cho mình. Ở đây thì nó ghi thông tin các thứ thôi. Các bạn ấn vào phần nhận miễn phí thì nó sẽ hiện ra ba cái ô để lựa chọn. Mình sẽ ấn vào cái ở giữa nhá, là cái gửi tin nhắn Messenger, kiểu vậy, mình chả biết tên là gì ấy, nhưng mình cứ gọi vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ gửi cho bạn Monster nhá. Đấy thì nhờ bạn Monster là giúp mình. Thực ra thì Monster cũng đã cài game rồi, mình ví dụ thôi. Đấy, Hoàng Phúc này. Rồi, gửi cho Monster này. Và các bạn có thể thấy rằng là đây là cái đường link mà mình đã gửi cho bạn Monster. Đấy, ở đây này. Đó, bây giờ mình sẽ click vào cái đường link này ha, để xem nó sẽ trông như thế nào. Và sau khi mình click vào thì nó sẽ có cái hình này. Đây là cái cách mà Monster phải làm nhá. Đấy, Monster nó sẽ nhận được cái này và sẽ ấn là tải ngay. Thì mình sẽ nhận được một điểm ha. Đấy, thì cái này phải phụ thuộc vào Monster các bạn ạ. Ok, cũng như thông tin hôm qua thì mình cũng đã chia sẻ với bạn về phiên bản 1.3.0 ở bên Trung Quốc rồi. Có lẽ là bây giờ mình sẽ qua mình trải nghiệm cho các bạn coi thử xem là có cái gì hay ha. Ok, thì mình đã vào bên Trung Quốc rồi. Nó hơi lag một tí, anh em thông cảm, mình không hiểu lý do vì sao. Thì có một vài thay đổi. Họ đã thêm trong sinh tồn này một vài cái sự kiện khá là hay các bạn ạ. Mình hôm qua mình đã chia sẻ cho các bạn ấy. Thì mình sẽ click vào phần sưu tập này nha. Đấy, các bạn thấy không? Nó hơi lag, hơi mờ, các bạn thông cảm. Mình sẽ vào phần sổ tay này. Thì ở trong phần sự kiện, các bạn cũng đã biết rằng là có đây là những cái vũ khí này. Thì ở phía dưới nó đã có những cái cây trượng hoặc là cây kiếm này. Đấy, thì mình sẽ mở khóa. Ở đây thì nó chế bằng đá lam hoặc là cái viên ngọc phép thuật này. Rất là hay luôn các bạn. Ở đấy, cái này ngàn năm này. Thôi thôi, không chế được. Cái này cũng vậy này. Rất là đẹp. Ở đây mình thích nhất là cây kiếm này các bạn. Đấy, thì sát thương của nó là 35 nha các bạn. Khá là cao. Để sát thương 20. Có cây kiếm sát thương cao. Có vẻ như là mấy cái trượng này là kiểu thiên về phép thuật đấy các bạn. Nên là chúng ta sẽ hơi đam hơi yếu một tí. Rồi, thì mình có thể nhận hưởng ở trong cái phần này. Nó sẽ cho mình mạnh luôn. Đấy, đây này, đổi này, đổi mạnh này các bạn. Đấy, 10 mạnh các thứ này mình có thể nhận được ha. Mình sẽ nhận thưởng cái điểm huy hiệu này. Không biết là dùng để làm gì đây. Còn phía bên này thì mình nhận nhận xe này. Hiện tại thì do nó lag ấy các bạn thông cảm. Nên nó hơi mờ một tí. Đấy, thì chỉ còn một ngày nữa thôi là mình nhận được cái xe miễn phí rồi. Bên Trung Quốc thì họ cho khá là nhiều. Cái này chắc là tương lai Việt Nam cũng sẽ được cập nhật thôi. Nên là các bạn yên tâm. Ở trong phần nó còn có cái gì nhỉ? Có phần quà không có? Để mình coi là xem là nó có gì lạ nữa không, gì mới nữa không. Cái này hết rồi đúng không? Ở đây cái này hết rồi. Đây là phần skin mới. Do là nó bị lag các bạn nên là nó màu đen. Mình không thấy được cái skin mới. Nó bị lag quá. Ở đây thì có cánh đen này. Mà cái này thì không biết là cũ hay mới đây. Uầy, con rồng này các bạn. Do là nó bị lỗi hình ảnh, nó lỗi ứng, nó đâm ra là mình không thấy được cái con rồng này nó như thế nào. Nó bị lỗi các bạn ạ. Do của mình nó bị mạng, nó bị yếu quá, đâm ra nó vỡ hình, nên là các bạn thông cảm giúp mình. Đấy, con rồng này các thứ này. Mình không có tiền đậu nhà để mình kiếm cho mình mở cho các bạn coi ha. Thì đây là toàn bộ thông tin mà cập nhật các thứ. Thì anh em nào thử tải về và trải nghiệm rồng xem như thế nào ha. Còn cái phiên bản 1.3.0 này chắc là đợi khoảng tầm tuần 2 tuần gì đấy thì chúng ta sẽ biết được là có những cái gì ở về Việt Nam ha. Và mình sẽ xin dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và đừng quên để lại mình một like cũng như một đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.